Okay, now you can eat and tell mommy how good it is. It's a little bit good. And a little bit good? It's not too good? Just a little bit good? Mmm. How it tastes like? Tastes like... What can you feel in it? Can you taste in it? Tastes like cheese. Cheese. Right. Like cheese. Right. Mmm, crunchy, yeah. Yum. Crunchy. Mhm. Crunchy. Good. Rồi mẹ đi chiên bánh xèo cho bố mày đây. Chào cả nhà. Hôm nay Kim sẽ làm món bánh xèo. Tại vì mới vừa đi ra vườn hái được một mớ cải xanh với lại rau thơm rất là ngon. Cho nên là hôm nay sẽ làm món bánh xèo. Thì mấy lần trước Kim làm bánh xèo thì cả nhà có hỏi là ủa cái bánh xèo nhìn rất là giòn, thì có thể chia sẻ công thức được không? Thì thật ra Kim không có cái công thức gì hết trơn. Kim làm vô cùng là gọi là theo bản năng á, thói quen, không có đong đo đếm gì hết. Đó là một cái thói quen cực kỳ xấu, nhưng mà làm riết cơ quen thành ra là không có đong đếm gì hết cho nó tiện. Nhưng mà hôm nay làm, với lại Kim làm bánh xèo cho ở nhà ăn thì Kim thường là chỉ chiên một cái bự cho hai vợ chồng ăn, thì một cái bự là ăn đã không hết rồi. Với lại hôm nay Kim sẽ chia sẻ thêm một cái món bánh xèo phô mai cho các bạn nhỏ. Team nhà Kim mê lắm, thì khi mà chiên bánh xèo thì Kim sẽ chiên một cái bánh nhỏ cho team nữa. Nhưng mà thay vì là nhân bằng thịt và tôm giá giống như cái bánh xèo truyền thống của mình, thì Kim sẽ bỏ phô mai vô trong đó. Một chút thì Kim sẽ chia sẻ ha. Thì bây giờ Kim không biết là cả nhà có ai từng làm cái thành phần này chưa. Nhưng mà Kim thì trong bánh xèo Kim sẽ sử dụng bơ, có bơ nữa, loại bơ mặn hoặc là bơ lạc đều được ha. Thì cho hai người ăn thì ở cái thỏi bơ này nó có ghi cái số lượng này: 1 tablespoon, 2 tablespoon, 3 tablespoon. Thì Kim sẽ cắt khoảng chừng 3 tablespoon, nhưng mà tùy mỗi người nha. Tại vì bơ này nhiều người ăn kiêng, người ta sẽ không có dám ăn tại vì nó béo, thật sự là nó béo. Nhưng mà vì nó béo nên nó mới ngon. Nó ngon và nó thơm lắm, và làm cho nó cộng thêm cho một điểm cộng cho cái độ giòn của cái bánh xèo nữa. Thì bây giờ Kim đã cắt cái bơ bỏ vô trong cái tô này rồi, Kim sẽ microwave nó cho nó tan ra ha. Rồi, hôm nay Kim sẽ không có xài, bình thường thì Kim sẽ xài cái bột chiên bánh xèo, bột bánh xèo Vĩnh Thuận. Nhưng mà cái bột bánh xèo hết rồi, bây giờ Kim sẽ chế bằng cái bột chiên giòn. Mình xài bột chiên giòn được luôn ha, thì không nhất thiết phải xài đúng cái bột bánh xèo đâu. Đây, bơ đã tan rồi. Kim sẽ xài cái bột chiên giòn, nó vẫn ngon bình thường, không có vấn đề gì cả, nó vẫn giòn. Rồi, ở đây bây giờ một cái trứng ha, mình đánh vô đây một cái trứng. Rồi, đánh ra. Ăn cái này là đảm bảo vừa bổ vừa béo vừa mập, bao mập mặt luôn nha cả nhà. Thành ra là ai làm mà ăn mà bị mập thì đừng đổi thừa em nha. Rồi, một cái trứng. Kim nhắc lại là cái này Kim chỉ làm hai cái, một cái lớn và một cái nhỏ, một cái lớn cho hai vợ chồng, một cái nhỏ cho Timmy, cho nên là Kim chỉ ước lượng sao cho vừa đủ thôi ha. Rồi, đây là nước cốt dừa. Bình thường thì không có thành phần này cũng được, không sao hết. Tại vì cái này do là hôm qua nấu chè cho nên là còn có nước cốt dừa đã khui rồi. Thì sẵn còn ở đây thì em làm luôn. Cho vào đây là 1/2 cup. Cái này ước lượng thôi nha cả nhà nha.
1/2 cup. Rồi. Đây là nước soda. Club soda. Cái nước Kim sẽ không xài nước lã, tại vì cái nước soda này nó có ga thì mình chiên cái bánh xèo nó cũng sẽ giòn hơn. Hồi nãy cho 1/2 cup nước cốt dừa thì cho cái này cũng 1/2 cup nước soda. Rồi ở đây Kim sẽ cho vào đây một ít chicken powder, bột nêm xíu thôi. Vừa Kim cũng bóc đại thôi chứ cũng không có đông đo đếm gì hết nha cả nhà. Rồi quẩy nó lên cho nó tan đều. Đó, Kim nghĩ là như thế này thì nó chưa đủ hai cái. Rồi như vậy thì Kim sẽ cho thêm 1/2 cup nữa. Cả nhà thấy không, Kim làm hoàn toàn ước lượng, không có đong đếm gì hết. 1/2 cup nước soda nữa. Rồi một cái bí kíp nữa mà Kim học được, đó là mình xài cái baking powder. Baking powder xài cho cái nướng bánh á, thì mình để cái bột này vô, cái bánh mình cũng sẽ rất giòn nha cả nhà nha. Nhưng đừng để quá nhiều nha. Em để chừng một góc vậy, 1/4 muỗng cà phê, một góc nhỏ như vậy. Đó, các thành phần như là nước cốt dừa nè, trứng nè, nước soda nè, rồi baking powder là bột nở để nướng bánh nè. Những cái thành phần đó chính là những cái thành phần mà nó làm cho cái bánh xèo của mình nó giòn nha cả nhà nha. Rồi bây giờ Kim sẽ cho vô đây một ít bột nghệ. Tùy nha, tùy cả nhà thích là nó có màu vàng đậm hay vàng nhạt hay là như thế nào đó, thì Kim sẽ để vô đây cho cái bánh mình nó ra cái màu đẹp. Đó, Kim nghĩ là như vậy là vừa rồi. Hồi nãy mình có để một cái trứng nó cũng làm cho cái bánh nó có cái màu vàng, tại vì cái lòng đỏ đó nó làm cho bánh có màu vàng đẹp. Rồi bây giờ thử nha, Kim sẽ vóc cái này ra cái cup đo này trước. Cái này là 1/2 cup nha. Rồi mình quậy lên để coi cái độ đặc của bột như thế nào. Cái này là Kim vừa làm vừa đo đó, chứ trước đây làm là không có đong đo gì hết trơn hết trọi, cứ như vậy mà làm thôi, còn rất là loãng. Cái bột bánh xèo với lại cái bột bánh khọt nó khá giống nhau cả nhà nha. Nhưng mà tại vì theo như Kim thấy thì cái bột bánh khọt nó sẽ đặc hơn là cái bột bánh xèo. Rồi cho thêm 1/2 cup nữa, tại vì Kim thấy thành phần vẫn còn rất loãng. Đó. Rồi đây, cái bột này mình sẽ để cho bột nghỉ. Kim nghĩ là như với cái độ đặc như thế này thì là vừa rồi nè. Mình sẽ để cho bột nghỉ. Bột nghỉ thì nó sẽ nở ra, thì cái thành phần nó sẽ đặc hơn một chút xíu nữa so với bây giờ nha cả nhà nha. Nhưng mà đừng có đặc quá cái bánh nó sẽ không có giòn đâu. Rồi ở trong đáng lẽ là mình sẽ cho hành sắc nhuyễn, nhưng mà ở đây nhà cây nhà lá vườn có gì làm nấy, khui tủ lạnh có gì làm nấy. Thì hôm qua nhà làm bánh hẹ, tối hôm qua Kim làm bánh hẹ, thì hẹ nó còn thì tiếc của, nên thay vì xài hành thì Kim sẽ bỏ hẹ vô đây. Kim nghĩ là nó vẫn sẽ ngon, đường nào cũng vào la mã. Nhưng mà nhà mình có hành thì mình xài hành nha cả nhà, nhưng mà hẹ thì cũng ngon. Kim nghĩ là nó sẽ rất ngon, tại vì hẹ nó còn có độ ngọt nữa.
rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rắc vô một miếng tiêu. Không cần nhiều, như vậy thôi. Tiêu. Rồi. Để Kim lấy cái vá. Xong rồi Kim múc lên cho cả nhà xem cái độ sánh của bột nha. Tại vì khi mà làm đó thì Kim toàn là xài cái ước lượng bằng mắt, tức là nhìn cái thành phần bột á coi nó chảy xuống như thế nào là mình biết là nó vừa hay là nó không vừa. Cái vá. Đây. Nó không quá đặc. Nó không quá đặc nha cả nhà nha, nhưng mà nó cũng không có quá loãng. Nó sệt sệt như vậy nè. Đó. Cái này là nó loãng hơn bột bánh ngọt nha. Đó. Thì Kim làm một cái bánh lớn khoảng chừng 2 vá, cái này làm 2 bánh là dư giả luôn nè. Là khoảng chừng 2 vá lớn như thế này là đủ một cái bánh lớn. Rồi một cái bánh nhỏ thì cho bé Tim thì chắc chừng một giá này là đủ rồi. Đó, thì bao nhiêu đây là nếu mà ở nhà mà các bạn làm á, anh chị em ở nhà làm thì nhiêu đây là đủ hai cái bánh lớn nè. Đó, thành phần ở đây Kim chuẩn bị còn có giá nè, thịt ba rọi nè, tôm nè. Đó, có một lần Kim làm ở nhà mời các chị đến ăn thì các chị nói là trời ơi, nhỏ này nó sang quá, tại sao mà nó để nhiều thịt như vậy? Dạ, tại vì em làm có một cái nên em làm nó ngập mặt luôn vậy đó, thành ra là không có trách cứ là lý do vì sao em mập. Đây, câu trả lời là đây, lý do vì sao em mập. Rồi, một chút xíu nữa khi mà em chiên em sẽ quay trở lại với cả nhà nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên bánh nha cả nhà nha. Mình sẽ chiên ưu tiên cho thằng nhóc trước, cho nên là mình sẽ làm cái bánh xèo phô mai trước ha. Thì bây giờ Kim đã để chảo lên bếp lửa. Lửa này cũng khá là gọi là trung bình cao ha, không tại vì cái chảo nó nhỏ nên nếu mình được để maximum thì nó sẽ tràn ra hai bên như thế này. Để trung bình cao, chảo vừa ấm ấm rồi ha. Rồi bây giờ với cái món phô mai này á thì nó cách chiên nó sẽ ngược, tại vì bánh xèo thường á thì mình để thịt với lại tôm, thì ở đây thì mình sẽ để phô mai vô trước. Kim sẽ để phô mai vô trước. Và cả nhà đừng có sợ là nó cháy nha. Cho đừng có để mà cái lửa nhiệt nó thấp quá, tại vì nó phải có nhiệt thì nó mới giòn. Cái phô mai này nó phải có nhiệt thì nó mới giòn. Đó, Kim sẽ để vô trước như thế này, tùy nhà mình coi là thích làm cái lớn hay cái nhỏ, và các bạn nhỏ là muốn ăn nhiều phô mai hay ít phô mai nha. Rồi mình để bao nhiêu đây thôi. Đó, Kim chiên cái chảo mini nè. Chảo là chảo không dính nha cả nhà. Mình không có để dầu gì hết nha, mình chỉ để phô mai vô như thế này thôi, vì là cái chảo không dính. Đó, cho nên là nó bắt đầu phô mai bắt đầu nó chảy ra rồi nè. Nó chảy ra như thế này thì các cả nhà đừng có hồi hộp, cứ để nó như vậy. Mình hạ lửa xuống thấp một chút xíu. Thì khi mà phô mai nó chảy ra đều hết như vậy rồi từ từ nó sẽ giòn lại. Nó sẽ bắt đầu nó ráo mặt dưới và nó sẽ giòn lại. Rồi, Kim thấy là nó đã chảy hết rồi nè. Đó. Nó bắt đầu lóc bóc tim bọt đó. Rồi. Thời điểm này Kim thấy nó hơi vàng vàng cái mép rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ cho bột vô. Mình sẽ cho bột vô ha. Để khoảng chừng nửa vá như thế này. Mình đi mép ngoài thôi nha cả nhà. Đó, mình đi mép ngoài trước. Đó. Rồi. Vì là cái chảo không dính nên mình sẽ chiên như thế này. Nó rất là dễ. Rất dễ luôn. Đó. Rồi, nhân cho các cậu ở nhà thì đối với Tim thì Tim hay ăn thịt nguội á, thì Kim bỏ thịt nguội vô đây đã sắc nhuyễn, sắc sợi như thế này nè. Mình để thịt nguội vô đây. Đó.
cái bên này cái thịt này gọi là turkey breast, thịt gà tây á. Đó, xong mình lấy nắp mình đậy lại. Rồi khi mà cái vỏ bánh xèo nó đã, mình tăng lửa lên chút nha, mình nó đã bắt đầu nó rám rám, nó ráo mặt, thì lúc đó Kim sẽ cho dầu vô. Rồi đây cả nhà thấy không, cái mặt bánh, cái viền bánh nó bắt đầu nó vàng vàng rồi nè. Đó vì là cái chảo không dính nên nãy giờ mình không có để dầu gì hết. Bây giờ mình sẽ để dầu vô trong cái giai đoạn này. Mình để ngoài cái mép như vậy nè, để cho cái dầu nó thấm. Rồi mình tăng lửa lên một chút. Cái dầu nó sẽ chảy phía xuống dưới để nó làm cho cái bánh nó giòn ha. Đó, nó ướt mặt bánh. Rồi úp lại. Chừng một phút thôi, một phút nữa thôi là đã có bánh xèo ăn rồi. Thấy nó hấp dẫn không? Cái màu bánh rất là đẹp luôn. Bánh xèo phô mai. Đó, hạ lửa xuống. Mommy. Yes, Tim. Well, your dinner is almost ready. We have the cheese crepe. Oh. Very nice. Is it not ready? It is ready now. But do you have the flatbread? Đòi ăn bánh mì phô mai. We don't have flat bread, but we have the crepe here. Very beautiful. Đó, cả nhà thấy không? Mommy, I want flat bread. Bánh xèo phô mai ngon lắm. Timmy, look at this. It looks like flat bread. It has cheese in it too. It's beautiful. Okay? Đó, cả nhà thấy không? Bánh xèo phô mai. Rồi ôi, mấy cậu nhỏ thì khỏi phải chê luôn. Đầy đủ chất dinh dưỡng luôn. Rồi, mình chuẩn bị mình sẽ chiên tiếp cái bánh xèo của mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chiên cái bánh xèo lớn cho hai vợ chồng. Ở đây em đã bắt cái chảo lên, bật lửa lên ở chế độ lửa cao ha. Thì cái chảo này là cái chảo không dính. Ở bên này các chị em kháo nhau, đây là cái chảo thần thánh ha. Thì trước tiên là mình sẽ xào cái thịt. Mình xào thịt trước cho thịt nó chín. Còn tôm thì mình sẽ xào sau, tại vì tôm nó nhanh chín hơn. Hồi nãy em quên nói là cái bột mình cho nghỉ ít nhất là phải là 45 phút nha cả nhà nha. 45 phút đến 1 tiếng. Mà nếu như mà tốt á, thì các chị có thể là chuẩn bị cái bột trước vào buổi trưa, xong rồi chiều mình chiên. Thì như vậy á, cái bột của nó sẽ có độ giòn tốt hơn là mình làm xong mình chiên liền. Rồi bây giờ chảo đã nóng, em sẽ cho thịt vô trước. Thấy không? Có một cái mà thịt quá trời quá đất luôn. Đó, cậu nhóc bên kia thì đang ăn cái bánh xèo phô mai. Đây, ở đây mình cần làm chín thịt cho nên là mình cứ để lửa cao cả nhà nhé. Đó, cái chảo của mình chiên, các chị thấy không? Nó tróc lóc à, không có dính gì hết trơn luôn á. Mà trong cái thịt này vì nó là thịt ba rọi cho nên là nó cũng có mỡ trong đó đó. Thì khi mà mình xào như thế này á, thì cái mỡ nó cũng có ra trong chảo rồi. Thành ra là trong cái giai đoạn này mình chưa cần để cái dầu vô, chưa cần để cái dầu ăn vô. Đó, thịt bắt đầu săn lại rồi nè. Thịt này em thái rất là mỏng, thì mình thái mỏng như vậy đó vì nó sẽ dính vô cái bột bánh xèo tốt hơn, và khi ăn nó cũng không có bị ngán. Mà mình xào như thế này thì nó cũng mau chín nữa. Đó, rồi bây giờ em để tôm vô được rồi nè.
cho cơm vô. Cái món này hồi xưa ở nhà mình làm thật rất là cực luôn, tại vì là phải xay bột rồi làm bột rồi chiên thì chiên cho cả nhà ăn, thì làm như là chiên cho cả xóm vậy đó. Một cái xay bự ơi là bự, mấy chục cái thì đứng chiên xong rồi đi ra là mồ hôi một kê đổ đầy người đầy mặt hết, ăn hết ngon luôn, cái người làm ăn hết biết ngon luôn. Hồi xưa thì mình nấu bếp củi nữa, mình chiên bằng bếp củi nữa đó. Bây giờ tôm nó cũng bắt đầu nó chín rồi nè đó. Em vẫn không để dầu vô nha cả nhà, tại vì nếu mà để dầu vô đó, mình chiên cái bột nó sẽ không có bám, nó sẽ trơn, nó chạy tùm lum, nó không có bám ở trên cái vành chảo đó. Bây giờ em sẽ rải cái thịt ra cho đều như thế này. Rồi bây giờ mình đổ bột vô một giá nè, mình đổ từ trên bìm mình đổ xuống nha cả nhà. Đó, em thấy cái hẹ nó cũng rất là ngon luôn đó, cái hẹ ngon cực luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tráng, mình tráng cái chảo như thế này cho cái bột nó đều. Đó, các chị thấy không, khi mà mình chiên mình để trong cái bột nó có cái baking powder đó, nó lăm tăm lên cái viền mép nè, đẹp không, mà nó giòn lắm luôn á. Mommy. Yes, Tim. I just saw a million of crumbs. Rồi mình còn bột còn ướt như thế này, em để giá vô luôn đó, giá nhà làm luôn nha mấy chị, thành ra là organic hết luôn đó. Rồi vẫn không để dầu vô nha, mình đậy nắp chảo lại. Rồi giai đoạn này em sẽ hạ lửa xuống ở mức nhỏ, mức trung bình nhỏ để cho nó không có bị khét nha. Mình để khoảng chừng 1 đến 2 phút thì bắt đầu là nó sẽ chín. Nó bắt đầu nó chín cái bột, nó bắt đầu nó ráo cái bột, cái mặt cái mép dưới của cái bột rồi, thì mình sẽ dỡ nắp ra, rồi lúc đó mình sẽ cho dầu vào để cho nó chiên có cái dầu thì cái bột nó sẽ giòn hơn. Rồi mình dỡ ra mình kiểm tra nha. Đó, các chị thấy không, cả nhà thấy không nè, cái mép bánh xèo nó tróc rồi nè, thấy nó mỏng dánh không, nhìn rất là giòn rồi. Rồi giai đoạn này bắt đầu em sẽ cho dầu vô, mình trải đều ở cái mép như vậy nè. Đó thì cái dầu nó sẽ thấm xuống và nó chiên, có dầu nó sẽ giòn thêm cái mép bột của mình ở dưới nữa. Đó. Rồi bây giờ đậy nắp ngược trở lại, đợi khoảng chừng 2 phút nữa nha. Rồi mình dỡ nắp ra. Đó, nó đã vàng mép rồi nè. Hấp dẫn chưa cả nhà? Hấp dẫn chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lật bánh, dỡ nắp ra, nó thơm ơi là thơm luôn. Đó, quá hấp dẫn. Lật bánh lại. Đó. Cả nhà thấy cái bánh ngon chưa? Hấp dẫn chưa? Đó, bây giờ em sẽ để xuống như thế này để cho nó chiên thêm một chút ở phần cái mép. Đó, cả nhà thấy chưa? Cái bánh cực kỳ ngon luôn. Thấy giòn không? Rồi mình để chừng 30 giây là mình lấy ra được rồi. Quá hấp dẫn. Nè, em để gần cho cả nhà xem nha. Đó. Úp. Đó, thấy cái bánh đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đây, bánh xèo đã lên mâm. Đó, cả nhà thấy cái bánh giòn không? Nè. Đó, giòn rùm rùm luôn. Đó. Thấy cái mép bánh không? Quá hấp dẫn luôn. Đây, nước mắm, một dĩa rau nhà trồng. Vậy là đủ rồi.